Sau đây cô sẽ cùng các em trả lời mục 1, trang 125 sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung mục 1 như sau. Trả lời câu hỏi: A. Dựng ảnh của một vật đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng 2F. B. Dựa vào hình vẽ để chứng minh rằng trong trường hợp này thì khoảng cách từ vật và từ ảnh đến thấu kính là bằng nhau. C. Ảnh này có kích thước như thế nào so với vật? D. Lập công thức tính tiêu cự của thấu kính trong trường hợp này. E. Tóm tắt cách tiến hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp này. Ta trả lời mục 1 như sau. Ở câu A, ta sẽ dựng ảnh của một vật đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng 2F. Cách làm như sau. Từ B, ta sẽ kẻ hai tia đặc biệt tới thấu kính hội tụ. Tia thứ nhất, đó là tia tới song song với trục chính. Tia tới song song với trục chính thì tia nó sẽ đi qua tiêu điểm. Tia thứ hai, đó là tia tới đi qua quang tâm ô sẽ tiếp tục truyền thẳng. Hai tia ló cắt nhau tại đâu thì đấy chính là ảnh B' của B qua thấu kính. Từ B' hạ đường vuông góc xuống trục chính, cắt trục chính tại đâu thì đấy chính là ảnh A' của A qua thấu kính. Đến đây, ta đã trả lời xong câu A. Ở câu B, đó là yêu cầu dựa vào hình vẽ để chứng minh rằng trong trường hợp này thì khoảng cách từ vật và từ ảnh đến thấu kính là bằng nhau, tức là yêu cầu chứng minh đoạn OA sẽ bằng OA phẩy. Ta trả lời câu B như sau. Dựa vào hình vẽ, ta có đoạn BI sẽ bằng đoạn OA và bằng 2 lần đoạn OF. Ta có BI bằng OA và bằng 2 lần OF, cũng bằng 2 lần OF phẩy. Nên từ đây ta suy ra OF phẩy chính là đường trung bình của tam giác B phẩy BI. Suy ra OF phẩy là đường trung bình của tam giác. B phẩy BI. Từ đây ta suy ra đoạn OB sẽ bằng với OB phẩy. Mặt khác ta có góc BOA bằng với góc A phẩy OB phẩy, đó là hai góc đối đỉnh. Tiếp theo, ta lại có góc OAB bằng với góc OA phẩy B phẩy đều bằng 90 độ. Bằng góc OA phẩy B phẩy vì đều bằng 90 độ.
Cô gọi đây là 1, 2 và 3. Từ 1, 2 và 3 ta suy ra. Ta sẽ có tam giác OAB bằng với tam giác OA phẩy B phẩy theo trường hợp góc cạnh góc. Dựa vào kết quả này, ta thu được ta sẽ có OA bằng với OA phẩy. Đây chính là điều phải chứng minh. Đến đây, ta đã trả lời xong câu B. Ở câu C, yêu cầu trả lời câu hỏi như sau. Ảnh này có kích thước như thế nào so với vật? Ta trả lời câu C như sau. Đó là ảnh này có kích thước bằng vật. Tiếp theo, ta chuyển sang câu D. Yêu cầu lập công thức tính tiêu cự của thấu kính trong trường hợp này. Dựa vào câu B, ta có OA bằng OA phẩy. OA bằng OA phẩy và bằng 2F. Từ đây ta suy ra D bằng với D phẩy và bằng 2F. Nên ta có F sẽ bằng D cộng D phẩy trên 4. Kết luận, vậy công thức tính tiêu cự của thấu kính trong trường hợp này là sẽ bằng D cộng D phẩy trên 4. Ta chuyển sang câu E. Câu E yêu cầu tóm tắt cách tiến hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp này. Cách tiến hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ như sau. Bước 1. Đó là đo chiều cao của vật. Đánh dấu chiều cao này trên màn ảnh. Bước 2. Đó là dịch chuyển vật và màn ảnh ra xa thấu kính. Ta dịch chuyển
vật và màn ảnh ra xa thấu kính với những khoảng bằng nhau cho đến khi thu được ảnh rõ nét. Tiếp theo, bước số 3. Đó là kiểm tra lại xem các điều kiện D bằng D phẩy và H bằng H phẩy có thỏa mãn hay không. Kiểm tra lại các điều kiện. D bằng D phẩy và H bằng H phẩy có thỏa mãn hay không? Bước cuối cùng, bước số 4. Đó là tính tiêu cự của thấu kính. Ta sẽ tính tiêu cự của thấu kính theo công thức vừa lập. Đó là F sẽ bằng D cộng D phẩy trên 4. Đến đây, ta đã trình bày xong mục 1.